chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video với cái nội dung rất cần thiết đối với những anh em nào nuôi chim bồ câu. Thì với cái cách làm của mình thì anh em xem trên kênh của mình Nông Dân Làm Giàu thì các anh em cũng biết được rằng là cái trạng của mình cũng cách làm của mình nó hiệu quả như nào. Thì mình cũng rất là hy vọng là những cái kỹ thuật của mình sẽ được truyền tải đến anh em để tất cả những người nuôi bồ câu làm sao cho thật hiệu quả. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm về nội dung cách phòng bệnh cho những con chim bồ câu. Thì cơ bản như là cái giống chim bồ câu ti tan thái siêu tít này thì nó không bị bệnh nhé, nhưng mà nhiều khi anh em mà nuôi ở những cái môi trường nó tiềm ẩn những cái dịch bệnh nhất thì nó sẽ khiến những con chim bồ câu của mình thì nó bị bệnh. Thì mình sẽ nói thêm về những cái loại bệnh dễ gặp ở những con chim bồ câu nhưng mà cực kỳ là dễ chữa nếu như là anh em biết cách mà chữa anh em nhé. Ở đây là mình đã chuẩn bị một số những cái vật dụng như này để có gì mình sẽ làm cho anh em xem luôn. Cái thứ nhất đó là chim bồ câu nó hay bị nổi đông anh em ạ. Đối với anh em mà nuôi chim bồ câu á, thì hoặc là nuôi gà, đông là cái mà anh em thường gặp phải. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn, đó là con chim bồ câu tại sao nó lại bị bệnh đông. Bệnh đông nó xuất phát khi con chim bồ câu nó bị mũi cắn anh em nhé, hoặc là thời tiết nó quá nóng thì nó sẽ nổi đọng lên trên. Ở trại của mình hiện tại thì không có con chim bồ câu nào đang nổi đọng anh em ạ. Hiện tại thì không có anh em, mình đi nãy giờ đi một vòng thì không có. Tại vì ở trại của mình thì rất là thông thoáng anh em ạ. Ở khu vực Tây Nguyên này nuôi chim bồ câu rất là ok luôn đấy. Chim của nó rất là to anh em mình. Chim rất là to luôn anh em. Bồ câu cực kỳ gọi là lý tưởng luôn, môi trường lý tưởng để mình có thể nuôi con chim bồ câu đạt chất lượng cao. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái việc mà con chim bồ câu nó bị bệnh đậu. Thì cách để phòng bệnh cho nó, người ta hay nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh anh em. Mình sẽ chọn cách nào mà ưu việt nhất để chống cho con chim bồ câu khỏi bị bệnh. Chứ nhiều khi nó bắt đầu bị nổi đậu rồi anh em bắt đầu đi chữa thì nó rất là cực. Chữa thì cũng dễ dàng thôi, nhưng mà mình biết cách mình phòng trước thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Anh em thấy trên tay mình đây là một cái hộp nhang mũi không? Đây là hộp nhang mũi nha anh em. Thì đối với những cái môi trường mà có nhiều mũi ấy, ở khu vực mà thấp ạ, thì anh em buổi tối đến ấy, thì anh em lấy nhang mũi ra anh em. Nhang mũi thì mua cực kỳ dễ thôi, anh em ra tạp hóa anh em mua nhang mũi cực kỳ đơn giản. Đây nhang mũi anh em để ở những góc tường ấy, góc tường nhang mũi anh em đốt lên anh em để ở góc tường thôi. Có thể là cái diện tích chuồng của anh em là 100m2 đi thì anh em để cỡ khoảng 4 góc với một phên ở giữa thì là ok rồi, thì là sẽ không có mũi nữa. Mà ngoài việc mà ngăn chặn cho con mũi nó vào chuồng nhà mình nó cắn chim á, thì anh em cần phải đề phòng nó từ xa bằng cái cách là anh em phát quang cái khu vực chuồng trại của mình đi. Ở trại của mình đây là rất là thông thoáng anh em ạ, mình đã xử lý hết những cái cây cối cũng như là nước nôi nó tồn đọng ở những cái vùng trũng á, nên là không có hiện tượng mũi. Có nhưng mà rất ít anh em ạ. Nói không có mũi thì lại không đúng, nhưng mà nó có mũi và rất ít, và nó không ảnh hưởng đến chim ở trại của mình anh em ạ. Thì anh em cũng lưu ý, đặc biệt lưu ý là mũi nó khi mà nó chích con chim bồ câu anh em thì nó sẽ đặc biệt là ở những cái bên mỏ và đầu thì nó sẽ nổi đọng lên anh em. Nên anh em lưu ý là con chim bồ câu nó nổi đọng là không phải là do giống má hay đâu, mà do cái môi trường yếu tố ngoại cảnh nó tác động đến con chim bồ câu đó là con mũi đó, chủ thể của nó. Đặc biệt là với những con mà nổ trái rất nhiều là nó sẽ tạo ra cái nguồn vi khuẩn đó, là con chim bồ câu nó sẽ nổ trái lên. Còn cái thứ hai
phòng bệnh cho con chim bồ câu. Thứ nhất là, thứ hai đó là con cái thuốc sổ giun cho con chim bồ câu cực kỳ quan trọng luôn. Cứ 6 tháng là anh em vui lòng sổ giun cho đàn chim bồ câu của mình một lần, cứ 6 tháng anh em nhé. Thì thuốc sử dụng cho sổ giun cho chim bồ câu thì anh em ra chỗ thuốc thú y ấy thì anh em mua thì sẽ có cái loại thuốc này thôi, cái loại thuốc này. Thì nếu mà anh em không có thì anh em cứ alo mình sẽ chỉ chỗ cho anh em mua, thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Tên loại thuốc thì khi mà sổ giun cho con chim bồ câu thì có những cái cách sau đây. Thứ nhất là anh em pha vào cái nguồn nước, pha vào nguồn nước ở trên cái bình to ở trên ấy. Thì tại vì ở trại mình là sử dụng hệ thống nước tự động, hầu như bây giờ tất cả các trại đều sử dụng hệ thống nước tự động anh em nhé. Thì anh em có thể pha phía trên, nhưng mà đối với ở trại của mình thì mình không có pha thuốc sổ giun vào nguồn nước mà mình trộn lẫn vào thức ăn. Ở cái clip trước thì mình cũng đã làm cho anh em rồi, có nghĩa là mình trộn vào thức ăn khi mà mình cho chim ăn thì cái thuốc sổ giun này nó sẽ ngấm thẳng vào trong cái lượng thức ăn cho chim, và chim nó chỉ ăn một lần ăn hết luôn, và nó sẽ ngấm vào trong người, và con chim con giun và con sán nó sẽ chết. Nhưng mà trong cái quá trình mà anh em trộn thuốc sổ giun này với nguồn thức ăn thì anh em có thể đổ thêm một ít nước để cho cái thuốc này nó dính vào cái bắp và dính vào cám, thì con chim bồ câu ăn nó mới hiệu quả anh em. Anh em pha vào nguồn nước này theo mình đánh giá thì đôi khi không nên, tại vì mình pha vào nó sẽ tồn đọng ở đây rất là lâu, và con chim bồ câu thì tại vì mọi người biết là cái thuốc sổ giun nó làm một cái lượng chất độc, bởi vì nó chất độc thì nó tiêu diệt được giun sán mà, như vậy nó tồn đọng ở trong cái hệ thống này lâu thì nó không tốt cho con chim bồ câu anh em ạ. Nên mình cứ pha thẳng vào cái nguồn thức ăn cho nó nhé, thì nó rất là hiệu quả. Còn cái cuối cùng đặc biệt quan trọng luôn, đặc biệt quan trọng và mình theo mình tính toán là quan trọng nhất anh em, đặc biệt đối với những anh em nào mà ở khí hậu mà rất là khắc nghiệt, mình dùng từ khắc nghiệt đây là rất là lạnh băng giá, ở có những vùng có thời điểm anh em ạ, có khi chục năm thì nó xuất hiện băng giá một lần, rất là lạnh, trâu bò nó còn chết mà, đúng không? Anh em theo dõi trên báo chí anh em thấy là rất là nhiều. Nên mà chính vậy, khi mà xuất hiện cái hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy thì anh em phải biết cách là phòng bệnh cho đàn chim của mình. Đơn giản thôi nhé, anh em chỉ cần chuẩn bị đây là tỏi ngâm anh em nhé. Thì anh em ngâm như thế này, anh em đây nhé, đây là dung dịch tỏi này, cho anh em xem luôn. Đây, anh em cho nó uống nhé, tỏi ngâm này anh em cho nó uống. Thì nó rất là hăng anh em ạ, nó rất là hăng. Nhưng mà đối với cái này nó sẽ chữa được cái bệnh mà con chim nó khó khè, đặc biệt vào mùa đông anh em nhé. Đặc biệt vào mùa đông thì cái hiện tượng mà thời tiết băng giá thì nó sẽ khiến cho con chim mình bị khó khè, chứ thường ngày là không bị anh em, chứ thường ngày là không có bị nhá. Con chim nó bị khó khè, nó khó chịu, thứ nhất là nó bị lạnh cơ bản như là nó bị sổ mũi anh em. Em cứ nghĩ bình thường nó bị sổ mũi thôi, thì anh em cho nó uống tỏi này anh em. Cái những cặp nào mà bị khó khè hoặc là anh em pha nó vào nước cho nó uống nhá, thì nó sẽ trị được cái bệnh khó khè ở chim bồ câu. Thì qua cái đợt rét đậm rét hại thì chim bồ câu của các bạn rất là khỏe luôn. Thì đó là những cái cách phòng bệnh và chữa bệnh tốt nhất cho những cái cặp chim bồ câu nuôi theo mô hình công nghiệp. Tại vì ở trại của mình thì mình sử dụng những cái ngoài những cái thuốc sổ giun thì mình dùng những cái bài thuốc dân gian mình chuẩn bị sẵn, để có những anh em nào mà hỏi thì mình sẽ có mình cho anh em xem luôn, thì nó rất là thực tế. Tại vì quan điểm của mình là hình ảnh là phải thực tế anh em ạ, hình ảnh gì thì gì nhưng mà phải thực tế để cho anh em xem thì nó vẫn thú vị hơn rất là nhiều. Thì nhìn chung là để anh em mà nuôi chim bồ câu mà thành công mà ok ấy, thì anh em phải biết cách
phòng bị cho con chim bồ câu của mình. Anh em phải hiểu là cái tập tính cũng như là những cái thời điểm mà chim bồ câu mình cần phải bảo vệ nó anh em nhé. Thì thứ nhất, cách phòng bệnh cho chim bồ câu này, tránh xa khỏi mũi, anh em vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Cái thứ hai là sổ giun cho chim bồ câu 6 tháng sổ một lần. Cái thứ ba là với những cái khu vực mà thời tiết cực đoan, bắc giá đấy, lâu lâu một lần thôi, thì anh em xem dự báo thời tiết đó, thì anh em sẽ cho nó uống tỏi để làm ấm cơ thể nó và nó sẽ không bị khó khè và sổ mũi. Thì với cái nội dung của mình thì mình cũng tin chắc là rất nhiều anh em sẽ cần sử dụng đến những cái cách làm của mình. Thì mình cũng đã chỉ cho rất nhiều những cái anh em nuôi bồ câu rồi, thì mọi người cũng cảm thấy là rất là hài lòng với những cái kinh nghiệm của mình. Thì mình cũng hy vọng là những anh em mà đang nuôi bồ câu hoặc là đang bắt đầu nuôi hoặc là đang có ý định nuôi thì sẽ biết được những cái này để mình phòng bệnh. Ở những cái khu vực thời tiết nó xấu thì mình mới bị thôi nha, chứ còn ở chuồng trại của mình thì chim không bao giờ có vấn đề gì. Những cặp chim của câu ti tăng thái siêu thịt rất là khỏe và đẹp, và đây là đang vào đẻ hết rồi anh em, rất là to luôn. Anh em xem video của mình thì anh em cũng đủ hiểu là trại của mình là uy tín và chất lượng nhà rồi, thì mình không cần phải nói thêm đâu. Thì mình cũng hy vọng là anh em xem video thì anh em tiếp tục ủng hộ kênh của mình nhé. Thì anh em sẽ đăng ký kênh ủng hộ mình này, hoặc là cho mình một like vào video. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhé.